Đang xem video tại kênh YouTube review Review, đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các phần mới nhất nhé. Đường đường là học bá lại bị người nhốt ở phòng để dụng cụ thể dục. Hơn nữa người nhốt anh ta còn là một thiếu niên mềm mại đáng yêu. Bạn tưởng rằng kết cục sẽ như thế này sao? Nhưng không, mọi chuyện phát triển có chút sai sai. Bích động, cưỡng ép, từng bước áp sát, thiếu niên không nhịn được bùng nổ. Cuối cùng ai mới là phản diện vặn vẹo trong nguyên tác? thiếu niên vốn là một chàng trai tỏa nắng của thế kỷ 21, sau khi mất sớm liền tới thiên giới trở thành một chú thỏ tinh. Đáng tiếc ngày tháng vui vẻ không kéo dài bao lâu. Bởi vì vô tình ăn vụng cả rốt mà thiên đế trồng, nên bị trời phạt phải tới 3.000 thế giới hoàn thành nhiệm vụ. Thế giới đầu tiên chính là một cuốn tiểu thuyết boy lớp vườn trường. Tạ vân thâm và mạnh giác học chung 3 năm, thầm mến lẫn nhau. Cuối cùng tình yêu đơm hoa kết trái. Còn cậu trở thành phản diện INE. Yêu thích mạnh giác phải dốc hết sức ngăn cản bọn họ ở bên nhau. Cuối cùng bị nhân vật chính hợp lực tiêu diệt. Như vậy nhiệm vụ xem như hoàn thành. Bước đầu tiên, chính là ngăn cản Tạ Vân Thâm gặp được học sinh vừa chuyển trường tới mạnh giác. Vậy là một màn mở đầu xuất hiện. Tạ Vân Thâm khó chịu dãy ruộng. Cậu là ai? Cậu muốn làm gì tôi? Lăng tê nở nụ cười biến thái của nhân vật phản diện đáp. Ánh hào quang của cậu quá trói mắt sẽ làm người nào đó chú ý tới. Vậy nên chỉ có thể tiêu diệt thôi. Tạ Vân Thâm có chút ngơ ngác hành vi của cậu là phạm tội nào ngờ đối phương túm lấy tóc của anh cưỡng ép anh ngẩng đầu học bá cậu đúng là người tốt thích nói đạo lý tôi đã đánh cậu ngất xỉu bắt trói tới nơi này rồi mà cậu còn để ý tới những điều kia tạ vân thâm nghiến răng cậu thích ai tôi giúp cậu theo đuổi nói được làm được nghe vậy lăng tê á khẩu cậu trực tiếp lấy ra một viên thuốc không biết tên nhét vào trong miệng học bá bớt nói những lời dư thừa ngủ một giấc xong tôi liền thả cậu ra sau khi tạ vân thâm ngủ say. Lăng tê vò đầu bứt tay lo lắng. Cậu ta sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ. Hệ thống biểu thị không sao cả. Chỉ là một liều thuốc an thần mà thôi. An ủi xong hệ thống rất biết chiều lòng khách hàng khen ngợi. Ký chủ, nụ cười vừa rồi của cậu ngầu lắm. Phun điểm INE 10 điểm biến thái. Trái tim lăng tê đắng ngắt. Nếu như được lựa chọn thì ai muốn làm biến thái chứ? Nhưng mặc kệ thế nào, nhiệm vụ đầu tiên cậu đã hoàn thành rồi sự thật chứng minh, cậu thực sự có năng khiếu làm biến thái. Lúc này, tạ vân thâm đột nhiên tỉnh lại. Ngoài miệng còn lẩm bẩm đừng đi. Lăng tê có chút nghi hoặc. Lẽ nào thuốc không có tác dụng ư? Hơn nữa biểu hiện của người này có gì đó sai sai. Hệ thống cũng vội vàng tìm kiếm trong ba lo. Sau cùng ngơ mèo luôn. Nó lấy nhầm thuốc rồi. Phía bên này, tạ vân thâm đã thoát khỏi dây chói. Dùng sức nhào tới, đè lăng tê xuống sàn. Anh vươn tay kéo bịt mắt xuống, sau đó dùng sức giữ chặt tay thiếu niên. Lăng tê hoảng hốt. Cậu muốn làm gì? Tôi nói cho cậu biết, loại biến thái như tôi chuyện gì cũng dám làm đó. Nhưng những lời này căn bản không lọt nổi vào tay học bá. Lăng tê không nhịn được chửi thầm. Người này tuổi trò á sao nói cắn liền cắn. Hệ thống vội vàng che mắt. Ký chủ, loại tình huống 18 cậu này tôi không ngờ tới. Cậu cố gắng một chút tôi quay về xin chỉ thị của lãnh đạo. Quả nhiên quả báo đến rất nhanh, lăng tê của chúng ta vừa lên sàn đã tự dâng thân miệng sói xong chuyện nạn nhân đồng thời là hung thủ mệt mỏi bất tỉnh trên sàn còn hung thủ đồng thời là nạn nhân lăng tê không nói nên lời người này sao có thể như vậy tùy tiện bắt nạt cậu một lần thì thôi đi thế mà còn bắt nạt ba tiếng liền sau khi cúc hoa tan nát hệ thống mới quay trở về lăng tê trực tiếp bùng nổ ngươi còn biết quay trở về sao ngươi có biết ta phải hy sinh như thế nào có nhiệm vụ lần này không hệ thống vội vàng nhận sai thật ra tôi đã về từ sớm rồi, nhưng lãnh đạo nói nghiệp vụ của tôi chưa ổn kêu tôi đi tập huấn. Lăng tê không muốn phí lời. Thật may học bá uống thuốc mơ mơ hồ hồ, nếu không cậu chắc chắn chịu không nổi. Lúc này, tiếng chuông tan học vang lên. Lăng tê lúc này mới nhớ ra bản thân đã trốn học cả một ngày rồi. Thầy chủ nhiệm là một ông chú khó tính, cậu phải mau trở về thôi. Phía bên này, tạ vân thâm cũng chậm chậm tỉnh lại. Anh chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Trong đầu xuất hiện một vài khung cảnh khó nói nên lời ánh mắt tạ vân thâm trở nên âm trầm dám trói tôi còn dám đánh thuốc tốt nhất đừng để tôi tìm thấy cậu cậu là người đầu tiên dám làm chuyện đó với tôi thiếu niên này là thỏ tinh ba nghìn năm của thiên giới vì lén ăn cà rốt bị đầy xuống nhân gian làm nhiệm vụ vốn tưởng rằng nhiệm vụ ngăn cản công chính gặp thụ chính chỉ là chuyện nhỏ không ngờ tới ngày đầu ra trận đã bị hành cho tơi tả lăng tê vừa trở về lớp đã bị thầy chủ nhiệm gọi tới phòng giáo viên dạy dỗ cậu vô cùng thành khẩn nhận sai nhưng thầy chủ nhiệm vẫn phạt cậu về lớp chép phạt ba lần lúc này tạ vân thâm cũng tới rồi nhưng thái độ của giáo viên bên kia lại khác một trời một vực chắc là em không khỏe nên mới không lên lớp em có muốn tới phòng y tế kiểm tra không lăng tê cảm thấy bản thân lần nữa bị trọng thương rồi sự đối xử bất công này là sao không hổ là học bá ngay cả trốn học cũng được giáo viên tìm giúp lý do phía bên này chủ nhiệm đầu chọc vẫn liên miệng dạy dỗ hôm nay tôi kiểm tra camera từ 1 giờ đến 4 giờ chiều cậu đều không xuất hiện trong lớp. Rốt cuộc cậu đã đi đâu? Lời này làm ánh mắt Tạ Vân Thâm trầm xuống. Người này cũng không ở lớp từ 1 giờ đến 4 giờ chiều. Trái tim Lăng Tê thắt lại. Thầy chủ nhiệm tự mình nói tiếp, "Đừng tưởng tôi không biết cậu trốn ở sau núi lén hút thuốc." Nghe vậy hai mắt Lăng Tê sáng bừng. "Đúng đúng đúng, sau núi." Tạ Vân Thâm nhếch môi cười, nghĩ cái gì cũng viết ra trên mặt, vậy mà còn bày đặt nói dối. Nhưng thầy chủ nhiệm không biết nội tình, chỉ tức giận vì học sinh cá biệt còn hoang hoang như vậy. Thầy chủ nhiệm nổi trận lôi đình phạt Lăng Tê đi dọn dẹp vệ sinh. Vậy là, Lăng Tê lần nữa trở về hiện trường đau thương nơi cúc hoa bé nhỏ hy sinh anh Dũng. Cậu bắt đầu nghi ngờ lẽ nào bản thân có mối tiền duyên gì với căn phòng chứa đồ này. Lúc này, cửa đột nhiên bị mở ra. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Trước đó cậu từng tới đây ư? Lăng Tê bị dọa cho hết hồn vội vàng quay lại nhìn. Tạ Vân Thâm đang âm trầm nhìn cậu. Sao lại ấp úng rồi? nói chuyện khó lắm a à, lăng tê hoang mang lùi lại cậu nói gì vậy vừa rồi tôi bị cậu làm giật mình mà thôi tạ vân thâm ghé sát lại gần tôi mà lên tiếng chẳng phải sẽ lại bị cậu lừa gạt cho qua ư lăng tê đỏ mặt né tránh ánh nhìn của tạ vân thâm tôi không hiểu cậu đang nói gì tôi còn phải tham gia tiết thể dục vừa dứt lời tạ vân thâm đã đè cậu xuống lăng tê có chút sợ hãi nhưng vẫn phải cố tỏ ra khí thế cậu có bệnh à tạ vân thâm ghé sát bên tai cậu đừng giả vờ nữa cậu đã sớm bị lộ tẩy rồi hệ thống nhanh trí đề xuất ký chủ hay là cậu giả vờ ngất đi lăng tê cạn lời giả ngất cũng không phải kế lâu dài hơn nữa trong sách đâu có tình tiết này nhỡ đâu làm vậy khiến cho cốt chuyện tan nát thì phải làm sao nghĩ đến đây lăng tê quyết định tương kế tự kế cậu chú động ghé sát lại gần tạ vân thâm cậu không cảm thấy chúng ta làm vậy sẽ dễ bị hiểu lầm à mặc dù không rõ cậu đang nói gì nhưng dù sao cũng rất bảnh tôi cũng không để tâm nếu như thực sự xảy ra chuyện gì đâu nói xong lăng tê chờ mong nhìn xem phản ứng của tạ vân thâm kết quả anh ta không hề nhúc nhích lăng tê quyết định liều nhưng bàn tay vừa nhúc nhích đã bị người kia đè ngược lại cậu có thể không thừa nhận nhưng tốt nhất đừng để tôi bắt được nếu không hậu quả rất nghiêm trọng đấy nói xong anh liền xoay người rời đi lăng tê cuối cùng cũng được thở vào nhẹ nhõm lúc này bên cạnh vang lên tiếng động một nam sinh từ phía sau thùng đồ đạc xuất hiện bạn học lăng tê phải không? Tôi là mạnh giác vừa chuyển tới. Thầy chủ nhiệm kêu tôi qua đây giúp cậu lấy dụng cụ học tập. Lăng tê chửi thầm trong lòng. Sao cái số của cậu lại đen đuổi như vậy? Vừa đuổi nam chính công đi. Thì nam chính thụ lại tới. Hơn nữa, người này đến đây từ lúc nào? Không biết có nghe được cuộc đối thoại vừa rồi của cậu và tạ vân thâm không? Thiết lập nhân vật của cậu bung bét rồi sao? Lăng tê quyết định thăm dò thử. Cậu hoang mang hỏi mạnh giác cậu có nghe được gì không? Mạnh giác nghi hoặc nói, nghe được gì chứ nơi này không phải chỉ có một mình cậu thôi à nghe vậy lăng tê mới yên tâm hai người cùng nhau trở về lớp lăng tê hoàn toàn không nhận ra lúc này mạnh giác đang nhìn cậu chằm chằm lăng tê phải không bên ngoài quyến rũ bên trong ngây thơ bộ dạng trong ngoài bất nhất này đúng là thú vị sau khi tan học lăng tê đi nhận hàng ship nhưng mà món hàng này hình như quá lớn rồi cậu không cậu rõ nguyên chủ mua thứ gì khi món hàng được mở ra Cả cậu và hệ thống đều sững sờ. Quả nhiên nguyên chủ là một tên biến thái. Đây không phải là búp bê đặt riêng theo vẻ ngoài của Mạnh Giác đó chứ? Lúc này, Tạ Vân Thâm còn rất trùng hợp đi tới, nhìn món hàng của Lăng Tê, chào phúng nói: "Cậu đây là không đánh tự khai à?" Gương mặt Lăng Tê đỏ bừng. "Tôi khai cái gì chứ?" Tạ Vân Thâm lắc lư chiếc điện thoại trong tay. "Không sao, nghe nói diễn đàn trường rất lâu rồi chưa có đề tài nào hot, hay là cậu làm nhân vật chính một lần đi?" Lăng Tê lập tức xù lông. Anh dám. Anh người cứ như vậy đối đầu. Tạ Vân Thâm nở nụ cười gian xảo. Nói cho tôi biết sự thật, nếu không tôi đưa cậu lên hot topic. Lăng Tê tức nước vỡ bờ. Tạ Vân Thâm là cậu ép tôi đó. Hạ quyết tâm xong. Lăng Tê lớn tiếng nói. Con búp bê XX này làm theo tỷ lệ 1, một, một của cậu đó. Kích thước và cơ bắp trên đó đều từ chỗ ngài mà ra đấy. Papa pa, ngài đã hài lòng chưa? Mọi người xung quanh lặng ngắt như tờ. Lăng tê toát mồ hôi lạnh nói tiếp. Nếu như không hài lòng, chúng tôi có thể đem về sửa lại. Gương mặt tạ vân thâm đã đen đến mức đít nổi phải gọi bằng mồm. Lăng tê cũng bắt đầu run lên bần bật. Quả nhiên dây tiếp theo, một bàn tay to lớn vươn tới bịt miệng cậu lại. Câm miệng. Bản thỏ mặc kệ. Người ép tôi nói là anh, muốn tôi cầm miệng cũng là anh. Tạ vân thâm buông tay. Có phải là cậu hay không? Trong lòng cậu tự biết. Mặc kệ cậu có mục đích gì. Tôi đều sẽ không tha cho cậu. Lăng Tê cười châm chọc, "Học bá, chuyện nào ra chuyện đấy, anh nhớ xóa ảnh nhá." Sau khi đuổi người đi, Lăng Tên vui vẻ nói với hệ thống, "Cuối cùng tôi cũng hiểu người tiện vô địch là có ý gì rồi." Lúc này hệ thống nhắc nhở cậu, "Đã có nhiệm vụ tiếp theo rồi." Tối đó, Lăng Tê theo cha tham gia một buổi tiệc. Trung hợp thay, nam chính thụ lại là nhân viên phục vụ của bữa tiệc này. Thấy cậu ta bị một người đàn ông ngoại quốc cố ý gây khó dễ, "Cậu có biết đôi giày da này đắt thế nào không?" quản lý của cậu là ai cậu ta tốt nhất trừ hết tiền lương hôm nay của cậu lăng tê nhanh trí cứu nguy ném ra một viên ngọc về phía người đàn ông kia nhân lúc ông ta trượt chân cậu vội vã kéo mạnh rác đi đến một nơi vắng người cậu tốt bụng an ủi mấy người đàn ông ngoại quốc ở đây thường tự cao cậu đừng để ý mạnh rác biểu thị không sao cả chuyện này cậu ta đã gặp nhiều lần rồi lăng tê nghĩ ngợi một lát quả đúng là vậy chuyện này cũng thường xảy ra ở trường của chúng ta mạnh giác nghe vậy kinh ngạc. Trường của chúng ta, cậu nói bắt nạt à, nắm được cơ hội, lăng tê bảo bối của chúng ta liền hát nước bẩn về phía tạ vân thâm. Nào là tạ vân thâm vẻ ngoài đạo mạo bên trong giả dối. Bla bla, 12 trang giấy A4, cũng không đủ cho cậu phủ kín những lời văn lai láng bồi nhọ nam chính công. Nhưng oan ra ngõ hẹp, phía bên này, tạ vân thâm cũng theo cha tới yến tiệc. Vân thâm, lần đầu tiên con tham gia loại tiệc xã giao này. Nhớ kết bạn nhiều hơn. Tạ Vân Thâm gật đầu. Con hiểu rồi, thưa cha. Anh vốn dĩ không muốn tới nơi này. Nhưng nghe quản gia nói tiểu công tử nhà họ Lăng cũng tham gia, nên mới đồng ý đi. Lúc này, Tạ Vân Thâm đã phát hiện ra vị trí của Lăng Tê. Nhưng chàng trai bên cạnh cậu ta là ai? Là bạn bè hay là người mà cậu ta thầm mến? Ở một góc khác, Lăng Tê đang sung sướng nghe hệ thống thông báo. Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ 2, phá hỏng hình tượng của Tạ Vân Thâm trong lòng mạnh rác ở buổi tiệc hoàn thành. Lăng Tê cảm thấy nhiệm vụ lần này đơn giản hơn nhiệm vụ đầu tiên, nhưng vì sao cậu lại cảm thấy cả người ngứa ngáy như vậy? Hệ thôi cảm thán một tiếng. "Tiêu rồi ký chủ, thiết lập nhân vật của cậu chính là dị ứng với rượu vang." Nghe vậy Lăng Tê triệt để mất bình tĩnh. Hại chết người rồi, lúc này Lăng Tê đang núp trong nhà vệ sinh, ngơ ngác nhìn bản thân trong gương. Sao lại như vậy? Càng ly kỳ hơn là, Tạ Vân Thâm đúng lúc cũng vào nhà vệ sinh. Lăng Tê lập tức hóa đá, trong lòng chỉ có hai từ: tiêu rồi. Thân là một chú thỏ, tình huống xấu nhất, mà cậu từng nghĩ tới chính là một ngày bản thân bị làm thành món thỏ cay. Nhưng chưa từng tưởng tượng nổi tình huống trước mặt sẽ xảy ra. Tạ Vân Thâm khóa cửa nhà vệ sinh lại. Cao ngạo hỏi Lăng Tê. Cậu lại muốn chơi trò gì? Đuôi và tay là sao? Lăng Tê giật mình vội vàng lùi lại. Anh chưa từng xem ảo thuật à? Tạ Vân Thâm nở nụ cười tà răm. Đuôi đột nhiên xuất hiện à? Thú vị đó. Cậu thực sự cho rằng chỉ cần cậu không thừa nhận, thì chuyện cậu làm với tôi sẽ cứ như vậy mà xóa sạch à lúc này lăng tê sợ hãi không dám phản bác tạ vân thâm vươn tay nghịch ngợm tai thỏ của cậu sau đó ghé sát lại gần cậu nói xem thỏ con gương mặt lăng tê đỏ bừng anh buông ra trước đi thấy vậy ánh mắt tạ vân thâm trầm xuống nếu tôi không làm vậy thì sao nói xong anh vươn tay nắm lấy đuôi thỏ của lăng tê đây là những gì cậu nợ tôi hiểu không chiếc tai thỏ này chạm vào thật mềm mại sao tôi lại không biết bạn cùng trường của mình là một chú thỏ nhỉ vào giây phút đuôi nhỏ bị nắm lấy cả người lăng tê đã bắt đầu run lên rồi hiện giờ ngay cả nói cũng không nói nên lời tạ vân thâm nở nụ cười thứ mọc ra từ cơ thể cậu thực sự là một chú thỏ ánh mắt lăng tê đột nhiên có rút bởi vì bàn tay tạ vân thâm đã lần mò tới vị trí phía dưới đuôi rồi học bá tự mình thị phạm làm sao để chơi với thỏ con bảo bối lăng tê của chúng ta lần đầu đối diện với chuyện không bảo vệ nổi danh tiết của thỏ phần trước nói tới bởi vì dị ứng nên lăng tê ngoài ý muốn xuất hiện tai thỏ bi thảm hơn là đúng lúc này bị tạ vân thâm bắt gặp tạ vân thâm cảm thấy vô cùng hứng thú với bộ dạng này của lăng tê anh không chỉ vuốt ve lỗ tai giày vò đuôi nhỏ mà còn muốn tiến sâu hơn nữa phải biết đuôi tai là bộ phận nhạy cảm của thỏ vì thế lăng tê không thể nào nhịn nổi trực tiếp xông tới cắn vào ngực tạ vân thâm tạ vân thâm vô cùng kinh ngạc vì lần đầu trông thấy thỏ con cắn người sức lực này đúng là chẳng ra làm sao chưa được cho ăn à lăng tê cây ngay không sợ chết đứng nói tôi đang cosplay chỉ là đạo cụ quá chân thật mà thôi học bá anh thông minh như vậy không biết câu lời không thể nói bậy à lúc này trái tim lăng tê sắp nổ tung rồi cậu không muốn biến câu chuyện thanh xuân vườn trường thành huyền huyễn đâu lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa Người ở trong đó đang đào hang à, nhanh ra ngoài đi, tôi sắp không nhịn nổi rồi. Tạ vân thâm nở nụ cười xấu xa. Trực tiếp kéo lăng tê vào phòng vệ sinh bên cạnh. Treo biển đang sửa chữa. Vậy là người từ ngoài bước vào trực tiếp nổi nóng. Cái quái gì vậy, ba cái wc 2 cái đang sửa. Hắn ta chắc chắn không tới cái nơi quỷ quái này nữa. Người đàn ông kia hoàn toàn không biết, bên trong phòng đang diễn ra một màn trói thỏ con. Tạ vân thâm cong môi cười. Hiển nhiên rất hài lòng với kiệt tác của bản thân hai tay của lăng tê bé nhỏ lúc này đang bị trói ra sau hai chân quỳ trên nắp bồn cầu miệng nhỏ không ngừng gào khóc tạ vân thâm anh thả tôi ra anh muốn làm gì tạ vân thâm nghiêm túc quan sát chú thỏ con đang khóc lóc thảm thiết này sau cùng ánh mắt hưng phấn nhìn về phía chiếc đuôi đang không ngừng lắc lư của cậu dây tiếp theo không chút lưu tỉnh ra tay vừa nghịch ngợm vừa nói chiếc đuôi đạo cụ này của cậu thật chân thực lăng tê sững sờ hồi lâu còn chưa kịp hồi thần sau đó, những gì diễn ra tiếp theo trực tiếp kéo lý trí của cậu trở về. Ánh mắt Tạ Vân thâm âm hiểm như sói đói. "Không tồi, tôi thích ăn đuôi thỏ nhất." Lăng Tê không rõ vì sao mọi chuyện lại phát triển theo hướng này. Lẽ nào chuyện cậu làm trước đó chưa đủ khiến anh ta ghê tởm sao? Phải tăng cấp độ lên sao? Vậy là Lăng Tê nỗ lực giãy dụa ngồi thẳng dậy. "Học bá, anh thích tìm tôi làm chuyện kia như vậy, lẽ nào có ý với tôi?" "Thật ra anh có thể nói thẳng, dù sao anh cũng đẹp trai như vậy." Tạ Vân Thâm cảm thấy chú thỏ con này chơi rất vui. Anh mập mờ hỏi ngược lại. Cậu đoán xem. Lăng Tê chửi thầm trong lòng. Thật may lúc này tiếng chuông điện thoại của Tạ Vân Thâm vang lên. Cha Tạ kêu Tạ Vân Thâm mau chóng trở lại sảnh tiệc, có vài người ông muốn giới thiệu cho anh. Tạ Vân Thâm chỉ đành tiếc nuối tha cho thỏ con lần này. Lần tới lại ăn đuôi thỏ nướng sau. Tạ Vân Thâm đi rồi, trong VKC chỉ còn lại thỏ con của chúng ta kêu trời kêu đất. Tạ Vân Thâm, anh mau thả tôi ra đi. Thỏ con thực sự không hiểu. Tạ Vân Thâm thân là nam chính công, trong sách anh ta được miêu tả luôn luôn xa cách không nhiễm bụi trần, vì sao lại biến thành kẻ có thủ tất báo, tiểu nhân đắc ý bắt nạt thỏ con như thế này? Chẳng có điểm nào của đó hoa lạnh lùng. Hệ thống rất muốn an ủi cậu, nhưng lãnh đạo kêu nó đi uống trà. Vậy là hệ thống vô trách nhiệm quyết định chuồn trước. Ký chủ, cậu tự mình bảo trọng nhé. Phần trước nói tới, thỏ con bị Tạ Vân Thâm trêu chọc quá thảm không chỉ bị anh ta nhìn thấy tay thỏ còn bị hung hăng trêu chọc đuôi nhỏ thảm cảnh đêm qua làm thỏ con hạ quyết tâm từ nay về sau không dám uống rượu nữa thấy thông báo ngày kỷ niệm thành lập trường sắp đến hệ thống lên tiếng thông báo cho cậu nhiệm vụ thứ ba nhiệm vụ tiếp theo của lăng tê chính là phá hoại vở kịch sắp tới của mạnh giác và tạ vân thâm lăng tê hạ quyết tâm lần này nhất định không để chuyện ngoài ý muốn xảy ra đầu tiên cậu lén lút trộm kịch bản của tạ vân thâm sau đó dở trò với xe đạp của anh hiện giờ chỉ còn một bước cuối cùng đó chính là lén lút chụp ảnh tắm rửa của tạ vân thâm phát tán lên diễn đàn trường nhưng mà hiện giờ cậu cũng phải đi tắm trước khi bước vào nhà tắm công cộng lăng tê có chút nghi hoặc vì sao mọi người đều không vào phòng tắm phía bên này vậy nhưng riêng tư cũng tốt thỏ con lăng tê không để ý quá nhiều chính vào lúc thỏ con đang nghịch nước vô cùng vui vẻ đột nhiên phóng tắm phía sau vang lên tiếng nước chảy khi lăng tê tò mò quay lại nhìn thử liền phát hiện người kia chính là tạ vân thâm đúng là ý trời cậu còn chưa nghĩ ra cách để chụp lén vậy mà tạ vân thâm đã tự tới rồi thỏ con muốn làm chuyện xấu nhưng lại bị vóc dáng của đối phương mê hoặc không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng lăng tê lấy điện thoại ra hướng về phía tạ vân thâm tạch một tiếng âm thanh vừa vang lên lăng tê liền hoảng hốt tiêu rồi cậu quên tắt âm thanh ánh mắt tạ vân thâm lạnh xuống lăng tê còn chưa biết làm sao thì tạ vân thâm đã bước tới bên cạnh cậu rồi à thỏ con Chụp lén người khác là sở thích mới của cậu đấy à?" Lăng Tê hoảng hốt tới không nói nên lời. "Hơn nữa cơ bắp này, còn có chỗ kia, quá." Rồi, lúc này, Tạ Vân Thâm đột nhiên cúi người ghé sát lại gần Lăng Tê. "Vì sao chụp trộm tôi?" Lăng Tê giấu điện thoại ra sau lưng, có chết cũng không thừa nhận. "Ai chụp lén chứ?" Nói xong cậu ôm lấy chính mình. "Anh tránh xa ra nếu không tôi kêu lên đó." Tạ Vân Thâm nhướng mày, "Cậu kêu đi. Xem xem có ai tới không?" phòng tắm bên này đã được tôi bao cả rồi. Bọn họ đều đi tới những gian tắm công cộng khác rồi. Lăng Tê lúc này mới biết cậu lại tử hủy rồi. Chả trách không có ai. Xin lỗi nhé tôi không biết. Tôi ra ngoài ngay đây. Nhưng Tạ Vân Thâm không định thả cậu đi. Cậu cho rằng nơi này muốn đến là đến muốn đi là đi à? Cậu lấy mất kịch bản của tôi, phá hoại xe của tôi. Hiện giờ còn chụp lén tôi. Bề ngoài thì ngăn cản tôi tiếp cận mạnh giác. Nhưng thực ra để lộ rất nhiều sơ hở khiến mọi chuyện thất bại. Rốt cuộc mục đích của cậu là gì? Lẽ nào cố ý làm vậy để tiếp cận tôi sao? Thỏ con, Lăng Tê nghe vậy cạn lời, anh muốn mắng tôi ngu cứ nói thẳng đi, đừng có nói mấy cái lời đó. Nghe vậy, Tạ Vân Thâm nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, cậu luôn tự nói tự trả lời với cái hệ thống gì đó là sao? Nghe được câu hỏi, cả hệ thống và Thỏ con đều sững sờ. Nhìn biểu cảm này của Lăng Tê, Tạ Vân Thâm liền biết bản thân đoán đúng rồi. Anh tốt bụng lên tiếng nhắc nhở, lần sau nếu muốn đánh thuốc mê với tôi nhớ chú ý liều lượng là thứ đó đang uy hiếp cậu hay là vốn dĩ cậu kỳ quặc thích gây rắc rối nghe vậy hệ thống và lăng tê sợ đến tái mét tiêu rồi bị anh ta phát hiện rồi hệ thống cảm thấy cuộc đời máy móc của nó sắp tiêu tùng rồi hệ thống thúc giục lăng tê khí chủ cậu mau nghĩ cách đi nếu không ngay cả giai đoạn thực tập tôi cũng không qua nổi ánh mắt lăng tê lạnh xuống đáng ghét cái hệ thống này đúng là phế vật cậu chỉ đành trông cậy vào bản thân thôi lăng tê kiễng chân chủ động ghé sát tạ vân thơ anh cũng biết tôi là một con thỏ tinh rồi chắc không khó tưởng tượng ra những chuyện vượt ngoài lẽ thường đi tạ vân tham nở nụ cười đầy thâm ý vậy sao nhưng chú thỏ con vừa đáng yêu vừa thú vị như thế này sao tôi có thể bỏ qua được rốt cuộc cậu đang che giấu điều gì lăng tê nghiêng đầu những gì nên nói tôi đều đã nói rồi hiện giờ tôi chọn im lặng ánh mắt tạ vân thâm trầm xuống cậu có thể ngậm miệng nhưng tôi có cách mở nó ra Nói xong, hắn nắm lấy cằm Lăng Tê, "Thỏ con còn cứng miệng không phải chuyện tốt đâu." Bị hắn ta dùng tay trêu chọc khoang miệng, nước mắt cũng Lăng Tê cũng bị ép chảy ra. "Anh có bệnh à?" Tạ Vân Thâm thu tay về, "Cậu không nói tôi cũng đoán được, đang muốn hoàn thành nhiệm vụ gì đó phải không? Ví dụ như dùng kế hoạch vụng về của cậu chia rẽ tôi và Mạnh Giác." Lăng Tê lần nữa ngạc nhiên tới há hốc mồm, "Không phải chứ? Anh ta đoán được rồi." Tạ Vân Thâm xoay người đi, Đáng tiếc tôi không phải NPC trong thế giới của cậu. Sẽ không để cậu tọa nguyện đâu. Lăng tê ngốc luôn. Cậu cảm thấy nhiệm vụ lần này quá khó. Những ký chủ trong những bộ truyện tranh khác đều có bàn tay vàng dễ dàng giành chiến thắng. Hệ thống cũng không ngờ tới mọi chuyện sẽ diễn biến như thế này. Nó an ủi lăng tê. Ký chủ à, hiện giờ không phải lúc dối rắm vì những điều này. Chúng ta phải mau nghĩ cách. Lăng tê cảm thấy nếu hành động bên tạ vân thâm không thuận lợi. Vậy chỉ có thể thay đổi mục tiêu, vậy là nhân lúc mạnh giác không có trong lớp lén lút chạy tới chỗ ngồi của cậu ta trong sách có nói mạnh giác nhất kiếm trung tình với tạ vân thâm vậy thì cậu chỉ cần mượn danh nghĩa tạ vân thâm viết cho cậu ta một bức thư tình vậy mối quan hệ của bọn họ sẽ tiến nhanh như tên lửa chính vào lúc lăng tê đang mừng thầm mạnh giác xuất hiện phía sau lưng cậu lăng tê cậu đang làm gì đó lăng tê nhanh chóng nhảy số vội vàng lấy ra bức thư thật ra là tạ vân thâm kêu tôi đưa bức thư này cho cậu Trước kia là tôi hiểu lầm anh ta, tạ đại học bá không chỉ đẹp trai, thành tích tốt, mà phương diện tình cảm chắc chắn là một người chân thành. Đọc xong thư, trên gương mặt mạnh giác xuất hiện một mảng ứng hồng. Không ngờ anh ta có ý này với tôi. Lăng tê, hiện giờ tôi muốn trả lời anh ta, cậu có thể đi cùng tôi không? Lăng tê ngơ ngác. Tôi cũng phải đi à? Lăng tê còn đang thất thần hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt kỳ lạ của mạnh giác. Thư tình của tạ vân thâm à? mô phỏng nét chữ cũng giống đấy mọi chuyện phát triển càng lúc càng thú vị rồi phía bên này trong lúc tạ vân thâm đang xem sách mạnh giác và lăng tê tìm tới mạnh giác vừa tới đã nói thẳng tạ vân thâm tôi đã đọc xong thư của anh rồi anh rất ưu tú cũng rất tốt nhưng tôi đã có người mà mình thích rồi lăng tê chính là người mà tôi thích nghe vậy lăng tê ngu người luôn chuyện quái gì vậy câu chuyện phát triển không đúng logic mọi chuyện sao lại thành ra thế này lúc này mạnh giác dịu dàng nắm lấy hai tay lăng tê lăng tê từ lần đầu tiên gặp cậu tôi đã thích cậu rồi thỏ con bị những lời này dọa cho run rẩy còn mạnh giác vờ như không trông thấy biểu hiện này của cậu tiếp tục nói những lời tôi nói đều là thật lòng nếu như dọa cậu sợ thì thật xin lỗi gương mặt lăng tê trải qua đủ mọi khung bậc cảm xúc từ xấu hổ lúng túng đến sốt ruột đặc biệt phía bên kia còn có ánh mắt muốn ăn thịt thỏ của tạ vân thâm tiêu rồi, hiện giờ phải nhanh chóng chuồn thôi." Thấy phản ứng của cậu, Mạnh Giác cong môi cười, "Chạy nhanh đó, thật giống một chú thỏ con." Đến khi chạy một đoạn xa, Lăng Tê vẫn chưa tài nào hiểu nổi, sao Mạnh Giác lại tỏ tình với cậu? Rốt cuộc là giữa bọn họ có vấn đề, hay cậu có vấn đề? Lăng Tê còn chưa tìm được đáp án. Phía sau lưng vang lên tiếng nói, "Vấn đề có thể lớn cũng có thể nhỏ." Nghe được giọng nói quen thuộc này, Lăng Tê bị dọa tới hồn bay phách lạc tạ vân thâm tới đây từ khi nào những lời này của anh là có ý gì tạ vân thâm ghé sát lại gần lăng tê tôi có thể giúp cậu nhưng tiền đề cậu phải có chỗ nào đó xứng đáng để tôi giúp thỏ con cảm thấy ấm ức vô cùng anh muốn gì tạ vân thâm kêu cậu sau khi tan học đừng vội trở về rất nhanh sẽ biết thôi vậy là sau khi tan học lăng tê hoang mang đứng trên sân khấu cái gì cơ anh muốn tôi giả gái diễn vai của mạnh giác trong vở kịch ư tạ vân thâm nở nụ cười không sao cả, tôi không miễn cưỡng cậu, hiện giờ hối hận còn kịp. Lăng tê nhìn những bộ đồ nữ được treo trên giá. Trong lòng đã mắng đến tổ tông đời thứ 18 của tạ vân thâm rồi. Sau cùng cậu hạ quyết tâm. Mặc thì mặc, đầu có thể rơi, máu có thể chảy. Nhưng cốt chuyện không thể bung bét. Cậu chỉ đành trông cậy vào những thứ này để hồi sinh thôi. Thỏ con vào cánh gà thay đồ. Anh đợi tôi ở đây. Nhưng mà, chiếc đầm này lăng tê cố gắng thế nào cũng không mặc nổi. Lúc này, tạ vân thâm cũng bước vào sao còn chưa xong? Thỏ con xù lông, sao anh lại vào đây? Nhìn khung cảnh trước mặt, ánh mặt tạ vân thâm trầm xuống. Xương quai xanh, bờ vai, chiếc eo này. Anh không nhịn được ghé sát lại gần thỏ con. Có cần tôi giúp không? Nói xong, không đợi lăng tê đồng ý. Đã trực tiếp ra tay. Vừa hành động tạ vân thâm vừa hỏi. Rốt cuộc ta và đuôi của cậu mọc từ đâu ra? Lăng tê hung dữ quay lại nhìn tạ vân thâm. Chuyện không nên hỏi thì đừng có hỏi. Tạ vân thâm hừ một tiếng trong lòng không vui anh quyết định dạy dỗ lại chú thỏ con không ngoan này một chút lăng tê bị hành động đột ngột này làm cho giật mình cậu khó chịu kêu đau tạ vân thâm thu tay về vô cùng hài lòng liếm ngón tay không tồi như vậy mới ngoan chứ đợi đến khi lăng tê thay đồ xong bước ra bên ngoài các bạn học có mặt đều khen ngợi cậu thật đẹp vừa nhìn đã thấy rất hợp với nhân vật rồi giống như công chúa bước ra từ trong chuyện cổ tích vậy lăng tê nhìn chiếc đầm bản thân đang mặc không biết nên diễn như thế nào. Vậy là cậu cầm lấy kịch bản nghiêm túc nghiên cứu. Nhân vật mà Lăng Tê diễn là một người cứu rỗi. Dùng nụ hôn thức tỉnh vương tử ngủ say. Xem xong kịch bản, Lăng Tê xấu hổ tới xù lông. Ai là người viết cái kịch bản rách này vậy? Mối quan hệ bồng bong tỉnh tay ba của thỏ con đến rồi đây. Vì sao công chính và thụ chính đều có ý với cậu? lúc này thỏ con đang luyện tập lời thoại cậu vào vai nữ chính chiến đấu với lời nguyền cứu rỗi vương tử sau cùng cậu có thành công giải cứu vương tử hay không lăng tê nâng váy bước tới bên cạnh tạ vân thâm hám lét thân yêu em tới thăm chàng rồi đây dù sao khán giả cũng không trông thấy vị trí này thỏ con quyết định chỉ ghé sát lại gần gương mặt tạ vân thâm thay vì hôn nhưng mà hình như ghé lại hơi gần rồi lúc này tạ vân thâm lên tiếng cậu căng thẳng lắm a à, nghe vậy lăng tê sững sờ vốn dĩ không căng thẳng nghe xong câu hỏi liền thấy căng thẳng rồi thật may đúng lúc này có người hô lên lăng tê có người tìm lăng tê vội vàng đứng thẳng dậy tiếng gọi này như cứu lấy cái mạng nhỏ của cậu vậy đó lăng tê vui sướng kêu mọi người giải tán mọi người cũng nghỉ ngơi chút đi tôi cũng cần có thời gian để tìm cảm giác sau khi rời khỏi phòng kịch lăng tê mệt mỏi thở dài một hơi cậu còn chưa thả lỏng được bao lâu lại trông thấy người tới tìm cậu chính là mạnh giác mạnh giác hướng cặp mắt đáng thương nhìn về phía cậu. Nghe nói cậu diễn thay vai diễn của tôi rồi. Mặc dù diễn vai nữ nhưng nhìn cậu có vẻ rất hợp. Giống như một cặp trời sinh với tạ vân thâm vậy đó. Chả trách tôi tỏ tình xong cậu liền chạy mất. Nghe vậy lăng tê toát mồ hôi lạnh. Tôi không có, tôi không thích anh ta. Mạnh giác vươn tay lau đi những giọt nước mắt không tồn tại. Vậy cậu ghét tôi à? Lăng tê hoang mang lắc đầu. Không ghét. Nghe vậy hai mắt mạnh giác sáng bừng. Tiến tới nắm lấy tay lăng tê, Nói như vậy tức là tôi vẫn còn cơ hội. Lăng Tê, cậu có thể cho tôi một cơ hội không? Lăng Tê cảm thấy cạn lời. Sao cậu lại nhặt đá tự đập vào chân thế này? Lúc này, một câu. Đã đủ chưa? Làm cả hai sững sờ. Tạ Vân Thâm có hơi khó chịu nhắc nhở. Lăng Tê mọi người đều đang đợi cậu. Lăng Tê đáng thương ồ một tiếng. Tới ngay đây. Lăng Tê vừa xoay người rời đi. Tạ Vân Thâm đã dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía mạnh giác. Mạnh giác cũng không chịu yếu thế chừng anh ta bầu không khí giữa hai người như sấm sét trước cơn bão vậy. Sau cùng, mạnh giác cong môi cười. Học bá, cậu ấy rất thú vị, phải không? Tạ Vân Thâm liếc nhìn cậu ta một cái, lạnh lùng buông một câu: không liên quan tới cậu. Trở lại buổi tiệc kịch, Tạ Vân Thâm ghé sát bên tai Lăng Tê thì thầm: tôi đột nhiên cảm thấy hối hận rồi. Ngoại trừ chuyện diễn kịch, cậu còn phải đồng ý với những yêu cầu khác của tôi. Nghe vậy thỏ con sù lông. Sao cậu nói không giữ lời như vậy? Dứt lời lăng tê đứng phát dậy. Giao dịch của chúng ta kết thúc ở đây. Nào ngờ tạ vân thâm vươn tay giữ lăng tê lại. Đi cái gì? Sau đó, toàn bộ khán giả bên dưới khán đài kinh ngạc há hốc mồm. Công chúa và vương tử đúng là yêu nghề. Nụ hôn kết thúc. Tạ vân thâm thỏa hiệp nói. Được thôi. Lần này tôi có thể cùng mạnh giác ăn một bữa cơm. Lần tới thì sao? Thỏ con tức giận chửi thầm. Đáng ghét cái người vừa tâm cơ vừa hai mặt này. Thật ra bản thân Lăng Tê biết rõ, Tạ Vân Thâm không thích Mạnh Giác. Anh ta chỉ dùng danh nghĩa giao dịch để trêu đùa cậu mà thôi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cốt truyện chắc chắn sẽ nát. Nếu vậy dù hoàn thành những nhiệm vụ mà hệ thống yêu cầu thì cũng vô ích. Cậu phải nghĩ cách. Trong sách có viết, Tạ Vân Thâm ngoài lạnh trong nóng, đã bị sự xinh đẹp và lương thiện của Mạnh Giác khi cậu ta làm tình nguyện trong cô nhi viện làm cho cảm động. Mặc dù đoạn này nằm ở phần sau của câu chuyện, nhưng nhìn tình hình trước mắt, cậu không thể không đẩy nhanh tiến độ vừa đúng lúc ngày mai là thứ bảy lăng tê quyết định gửi tin nhắn hẹn hai người kia ngày mai gặp nhau ở cô nhi viện phía bên nhà họ tạ tạ vân thâm nhìn đống quần áo của bản thân tỏ ra không hài lòng lâm bác quần áo của tôi hình như đều lỗi thời rồi màu sắc quá tối quản gia lâm nghe vậy có chút nghi hoặc thiếu ra không phải trước kia phu nhân mua cái gì cho ngài thì ngài mặc cái đó a à. hơn nữa ngài không thích quần áo sáng màu mà nói đến đây hai mắt quản gia sáng lên thiếu ra ngày mai ngài đi hẹn hò sao Tạ Vân Thâm cong môi. Hẹn hò? Không phải, chỉ là có một chú thỏ con muốn gặp tôi mà thôi. Trong lúc Tạ Vân Thâm bận rộn tìm quần áo cho buổi gặp mặt ngày mai, thì Mạnh Giác cũng vừa tan làm trở về. Vừa mở cửa đã bắt gặp cảnh cha mẹ cãi vã. Người phụ nữ lớn tiếng chỉ chiết. Trên đời này có người đàn ông bất lực như ông sao? Người đàn ông hung hăng chửi mắng. Nếu không phải cô lấy tiền của tôi đi cho mối tình đầu, thì tôi phải lâm vào cảnh này ư cái nhà này tôi cũng không muốn ở nữa. Nói xong, ông ta hướng sự tức giận về phía mạnh giác. Thằng nhóc khốn khiếp đừng có cản đường. Cha vừa rời đi, mẹ vung tay cho mạnh giác một cái tát. Mấy giờ rồi máy mới về. Giống hệt như cha mày. Thứ không có tiền đồ. Ánh mắt mạnh giác lạnh lùng. Giữ tợn nhìn về phía mẹ cậu. Giây tiếp theo, sắc mặt lập tức thay đổi. Ngoan ngoãn nhận sai. Mẹ, con biết sai rồi. Mẹ đừng tức giận. Buổi sáng hôm sau, trong cô nhi viện, Mạnh Giác đang đọc truyện cổ tích về công chúa và hoàng tử cho bọn trẻ nghe. Bên ngoài vang lên tiếng xe dừng. Lăng Tê nhìn về hướng phát ra âm thanh, trong lòng vui sướng. Tạ Vân Thâm tới rồi. Trong sách có nói, giây phút Tạ Vân Thâm động lòng với Mạnh Giác chính là ở cô nhi viện này. Phía bên này, một cậu nhóc đang khóc lóc không ngừng. Giày của em mất rồi. Mạnh Giác ngồi xuống trước mặt cậu bé, lên tiếng an ủi. Bạn nhỏ đừng sốt ruột, anh giúp em tìm một đôi giày có được không? nghe vậy hai mắt bạn nhỏ sáng bừng vâng cậu bé cảm thấy anh trai này thật đẹp thật dịu dàng lăng tê cũng cảm thấy một mạnh rác dịu dàng như vậy chắc chắn có thể làm tạ vân thâm mê đắm vậy là cậu không ngừng cầu mong tạ vân thâm mau tới nhìn mạnh rác nào ngờ tạ vân thâm chỉ lạnh nhạt nhìn bọn họ sau đó nhướng mày cậu còn hẹn cả mạnh giác. lăng tê ngơ ngác sao lại thế này phản ứng của tạ vân thâm có phải hơi lạnh lùng quá rồi không nhưng sau cùng cậu vật gật đầu nói đúng vậy nhiều người mới náo nhiệt gương mặt tạ vân thâm viết rõ hai chữ không vui chất vấn vậy tin nhắn rất muốn được gặp tôi là sao nghĩ tới tin nhắn ngày hôm qua lăng tê có hơi chuột dạ lúc đó khi tạ vân thâm hỏi có phải cậu rất muốn gặp anh hay không cậu đã trả lời đúng vậy lăng tê lúng túng quay mặt đi nhỏ giọng lầm bầm anh cũng đâu có nói không được hẹn người khác tới lúc này tạ vân thâm ghé sát lại gần cậu hỏi cậu nói cái gì lăng tê nhanh chóng đáp không có gì. Cái đó, nếu như đều đã đến rồi, vậy chúng ta cùng nhau chơi với các bạn nhỏ đi. Nhân cơ hội này, Lăng Tê nhiệt tình giới thiệu. Anh không biết bạn học mạnh giác lương thiện, có lòng từ ái thế nào đâu. Trước khi tới đây còn đặc biệt làm kẹo handmade đem tới cho các bạn nhỏ. Cậu ấy còn biết kể chuyện, so với trong chuyện còn tốt hơn. Mạnh giác nhìn về phía Lăng Tê. Đây thì tính là gì? Tôi chỉ giúp đỡ một chút mà thôi. Tạ Vân Thâm cười như không cười. Đúng là hình mẫu đạo đức lúc này một bé gái lớn tiếng hét đó không phải tiểu trí sao cậu ấy leo lên đó lấy con diều rồi lúc này ba người mới phát hiện có một cậu bé đang leo cây bọn họ vội vàng chạy tới hiện trường cậu bé trên cây cũng liều hết sức để lấy được con diều nào ngờ nửa đường trượt chân từ trên cành cây ngã xuống thật may đúng lúc rơi vào vòng tay mạnh rác sau khi thả cậu bé xuống đất mạnh rác lên tiếng căn dặn lần sau không được trèo cây nữa quá nguy hiểm Lăng Tê cảm thấy nhân vật mạnh giác này có rất nhiều hào quang. Trong tiểu thuyết cậu ta là người được mọi người yêu thích. Tạ Vân Thâm bị mù mới không nhìn chúng cậu ta. Vậy là cậu quay qua nói với Tạ Vân Thâm, "Tôi không rời khỏi đây được, hay là anh và Mạnh Giác cùng đưa Tiểu Chí đi nghỉ ngơi đi." Cuối cùng học bá cũng chủ động xuất kích theo đuổi thỏ con rồi. Ai bảo thỏ con quá ngốc không hề biết người anh ta thích là cậu cơ chứ. Để cốt chuyện đi theo đúng hướng, Lăng Tê quyết định liều cái mạng nhỏ. Đầu tiên là kêu Tạ Vân Thâm và Mạnh Giác cùng đưa Tiểu Chí đi nghỉ ngơi. Sau đó lại kéo hai người bọn họ tới nhà ma. Trong nguyên tắc, bọn họ bị người khác chơi xấu nhốt vào nhà ma không tìm được đường ra ngoài. Trong khoảng thời gian ở riêng bên nhau, hai người bắt đầu trò chuyện. Cuối cùng Tạ Vân Thâm cũng biết thì ra Mạnh Giác yêu thầm anh rất nhiều năm rồi. Bây giờ cậu phải tạo ra cơ hội cho hai nam chính, Lăng Tê mang theo ý đồ chạy tới mua vé. Ông chủ, cho tôi ba vé. Từ trước đến nay đều là ông chủ giả quỷ dọa mọi người. Đây là lần đầu tiên gặp được khách hàng muốn dọa ông ta. Ba người ở đâu ra, cậu đừng có nói bậy. Lúc này, thỏ con mới phát hiện tạ vân thâm không biết đã tách nhóm từ khi nào, đang đứng một mình dưới gốc cây. Vậy là cậu chạy tới hỏi tình huống. Ngoài y muốn nghe được tin học bá sợ ma. Hơn nữa còn cứng miệng không chịu thừa nhận. Cuối cùng thỏ con sử dụng kế khích tướng, thành công lôi kéo được tạ vân thâm vào nhà ma phải nói nhà ma này làm quá chuyên nghiệp bầu không khí u ám làm học bá toát mồ hôi lạnh mà chính vào lúc này còn có một bàn tay vươn về phía lăng tê dọa cho lăng tê xù lông cậu hoảng hốt hét lớn sau khi đẩy tạ vân thâm và mạnh rác sang một bên rồi lao ra cửa lăng tê thành công đóng cửa chính lại mặc dù lăng tê sợ đến xanh mặt nhưng kế hoạch xem như thành công rồi cuối cùng cũng nhốt được hai người bọn họ lại cùng nhau hiện giờ chỉ cần bọn họ ở bên trong trải lòng là ok rồi chính vào lúc thỏ con đang mừng thầm thì cánh cửa đóng kín bị đạp mở lăng tê cũng theo đó bay vèo gương mặt tạ vân thâm viết rõ hai chữ không vui chơi vui lắm à lăng tê làm đúng phương châm những lúc như thế này chỉ cần một nụ cười thật tươi muốn cho qua chuyện cậu thực sự không hiểu được vì sao bọn họ không đợi người tới cứu mà trực tiếp sử dụng bạo lực phá cửa thấy lăng tê như vậy tạ vân thâm không nhịn được nhăn chặt mày đi theo tôi Lăng Tê cảm thấy lần này tiêu thật rồi. Sau đó, thỏ con bị học bá đè lên tường. Ánh mắt Tạ Vân Thâm hung hăng. Cậu mời tôi ra ngoài chỉ để tác hợp tôi và mạnh giác. Thỏ con cảm thấy học bá đã biết rõ rồi còn cố ý hỏi làm gì. Hơn nữa là tự anh ta nói sẽ phối hợp. Lúc này Tạ Vân Thâm vô cùng hối hận. Anh nói muốn phối hợp, nhưng vẫn giữ lại một chút may mắn. Thỏ con không hiểu những lời này của Tạ Vân Thâm là có ý gì. Tạ Vân Thâm không còn giấu giếm nữa, trực tiếp nói ra những lời làm thỏ con sợ hết hồn. So với tên mạnh giác đạo đức giả đó, tôi càng thích cậu hơn. Tạ Vân Thân Cường Thế bày tỏ, người tôi muốn chỉ có cậu. Phần trước nói tới, sự tác hợp lung tung của thỏ con làm tạ học bá vô cùng không vui. Anh quyết định không nhẫn nhịn nữa. Tôi có hứng thú với cậu hơn. Thỏ con bị dọa cho vội vàng che đuôi nhỏ. Tốt nhất anh đừng có hứng thú. Tai thỏ và đuôi thỏ đều chỉ là đạo cụ. Sau này sẽ không xuất hiện nữa đâu. Hơn nữa cũng không thể cho anh sở. Tạ Vân Thâm hít mắt ghé sát lại gần nhìn Lăng Tê. Cậu chẳng hiểu gì cả. Người như cậu còn muốn tác hợp cho người khác. Lúc này giọng nói của Mạnh Giác vang lên. Lăng Tê, bạn học Tạ. Hai người sao vậy? Lăng Tê vừa định lên tiếng trả lời, đã bị Tạ Vân Thâm chặn miệng. Cậu có biết như thế nào là thích một người không? Để tôi dạy cậu. Nói xong bàn tay không ngoan của Tạ Vân Thâm bắt đầu lần mò anh không biết bản thân bị làm sao cũng không hiểu vì lý do gì mà luôn bị chàng trai này thu hút không tự chủ được mà đồng ý với lời mời của cậu không ngừng chuẩn bị đến khi không thể khống chế lăng tê bị từng động tác của tạ vân thâm làm cho không thở nổi cậu cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy sợ rằng sẽ biến ra tai và đuôi mất cậu dùng sức đẩy tạ vân thâm ra anh đừng phát điên nữa ánh mắt tạ vân thâm như thợ săn nhìn con mồi nhìn về phía lăng tê cậu cũng đừng giả vờ nữa chuyện như hiện nay lẽ nào cậu còn chưa hiểu rõ mong muốn của tôi à nói xong anh lần nữa ấn lăng tê lên tường dùng sức xoay lưng cậu về phía mình lăng tê người tôi muốn luôn là cậu lăng tê cảm nhận được thứ gì đó gương mặt lập tức đỏ bừng cậu xù lông phản kháng chúng ta không thể tạ vân thâm nghe vậy sững sờ giây lát sau đó vùi đầu vào vai cậu nhưng mà phải làm sao đây tôi không định tha cho cậu hơn nữa là cậu châm lửa trước lăng tê quay lại thử giải thích nếu như anh nhất quyết cho rằng tôi là một chú thỏ vậy mời anh cứ nghĩ theo hướng đó chúng ta không phải người của cùng một thế giới còn anh và mạnh giác mới là trời sinh một đôi tạ vân thâm cảm thấy thật nực cười trời sinh nhưng từ trước tới nay tôi đều không tin như thế này đi tôi cho cậu thời gian ba ngày cân nhắc xem có muốn trở thành người yêu của tôi hay không nếu không nhưng anh còn chưa nói hết câu đã nghe một tiếng động lớn vang lên mạnh giác đáp mở cánh cửa vì sao cậu phải ép buộc lăng tê tạ vân thâm cười lạnh cậu cũng xem như là quang minh chính đại nghe lén mạnh giác không muốn trả lời câu hỏi này cậu ta kéo tay lăng tê muốn rời đi tạ vân thâm trực tiếp ngăn lại cậu có tư cách gì mà đem người đi nói xong anh liền cướp người về cậu ấy là của tôi lăng tê chỉ cảm thấy thế giới này điên cả rồi mạnh giác nghiến răng nghiến lợi tức đến run lên sao cậu lại có thể như vậy tạ vân thâm liếc nhìn cậu ta phun ra hai từ gà yếu lăng tê thực sự không nhìn nổi nữa rồi dừng dừng lại hết cho tôi tôi tự đi lúc này hai người kia cùng lúc nhìn về phía lăng tê lăng tê chỉ cảm thấy tiêu rồi hệ thống tôi phải làm gì đây mau cút ra đây thỏ con bị bắt cóc người bắt cậu thế mà lại chính là nam chính thụ lúc này hệ thống đang quỳ sụp dưới sàn cầu xin thỏ con vô cùng tức giận hiện giờ ngươi biết sai rồi ngươi đã đi đâu vậy mỗi lần đến giây phút quan trọng đều biến mất sớm biết vậy không nên nghe theo lời chỉ dẫn mù quáng của ngươi đến hoàn thành mấy cái nhiệm vụ này rồi thân là nhân vật phụ lót đường như ta không nên xuất hiện ngáng đường bọn họ kết quả trở thành viên đã ngáng đường bọn họ trên con đường yêu đương hiện giờ thì hay rồi tuyến chính triệt để dối tinh dối mù hệ thống có chút tủi thân mà ôm lấy đùi lăng tê cho dù tôi có ở đó thì tôi cũng chẳng làm được gì chỉ có thể làm cậu thêm trướng mắt vậy nên tôi cũng chỉ có thể giúp chút công sức giúp bảo vệ mắt cho cậu hơn nữa, dù tuyến chính đã nát, thì cũng không ảnh hưởng đến chuyện chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Ban đầu không phải nói chỉ cần hoàn thành 5 nhiệm vụ, thì được tính là quà. Hiện giờ cậu đã hoàn thành được 3 nhiệm vụ rồi. Lăng tê cảm thấy lời của hệ thống cũng có lý. Nhưng cái hệ thống rách này từ trước đến nay đều không thể trông cậy vào. Cậu có thể tin nó không? Lúc này, chuông điện thoại reo là Mạnh Rác gửi tin nhắn cho cậu. Hai người cùng nhau tới một quán cà phê. Mạnh Rác rất tự nhiên giới thiệu hương vị đồ uống ở đây rất được cậu nếm thử xem thỏ con cũng không chút nghi ngờ nâng cốc uống lúc này mạnh giác có hơi tức giận nói thật sự không ngờ tạ vân thâm sẽ ép buộc cậu lăng tê có hơi ngơ ngác nhìn mạnh giác lúc này gương mặt mạnh giác tỏ rõ sự không vui nếu như anh ta bắt nạt cậu thì cậu nhất định phải nói cho tớ biết tớ sẽ không bỏ qua cho anh ta đâu thỏ con lên tiếng cảm ơn tôi sẽ không để anh ta làm vậy đâu mạnh giác nhấp một ngụm cà phê lăng tê cậu có biết không khi vừa trông thấy cậu, tớ đã cảm thấy chúng ta rất hợp nhau, rất thích hợp để trở thành bạn bè. Vậy nên có vài lời tớ không thể nói với người khác, ngoại trừ cậu. Cậu nói xem thế giới này có công bằng không? Vì sao có những người vừa sinh ra đã đứng dưới ánh mặt trời, còn một số người phải chui rúc trong bóng tối? Lăng Tê luôn cảm thấy mạnh giác có chút gì đó không đúng lắm. Cậu vừa định trả lời, liền cảm thấy đầu óc quay cuồng. Đến khi Lăng Tê lần nữa mở mắt ra, liền phát hiện bản thân đang bị trói một người mặc đồ đen xuất hiện hoan nghênh cậu thỏ con của tôi sống ở thế giới nhỏ này có ổn không thỏ con kinh ngạc ngươi là ai người này thế mà biết thân phận của cậu người mặc đồ đen kêu cậu không cần ngạc nhiên chỉ cần tiễn cậu khỏi thế giới này tôi sẽ tha cho cậu vì vậy người mặc đồ đen muốn dùng dầu trên thỏ con cậu muốn nếm thử hương vị này không thỏ con sợ đến mức nước mắt cũng chảy ra kẻ mặc đồ đen kéo bịt miệng của lăng tê xuống lăng tê điên cuồng gào khóc Người biết thân phận của ta. Lại không biết ta phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể rời khỏi đây à? Người mặc đồ đen trầm mặc hai giây. Sau đó nhấc can dầu lên. Không chút lưu tỉnh tạt lên người lăng tê. Làm không nổi à? Vậy cậu nghĩ cách đi. Gương mặt xinh đẹp như vậy. Nếu như cháy xém, thì sẽ đau đớn đến mức nào đây? Có phải không? Bạn học lăng tê. Một bên khác. Tạ Vân Thâm đang tìm kiếm lăng tê. Một bạn học nói cho anh biết. Lăng tê đã xin nghỉ tiết thể dục cuối ngày sau đó rời đi rồi tạ vân thâm khựng lại đã đi từ sớm rồi ư nhưng tài xế riêng đón lăng tê mới vừa tới đã tìm cậu cả nửa ngày lăng tê có thể đi đâu tạ vân thâm bá khí hộ thê chiến đấu với mạnh giác kết quả cuối cùng lại được bà xã cứu lúc này mạnh giác đem toàn bộ can dầu đổ lên người lăng tê mạnh giác muốn lăng tê giúp cậu ta rời khỏi thế giới này không chỉ thỏ con không làm được chuyện này ngay cả hệ thống cũng không làm được để giữ cho mạnh giác bình tĩnh cậu đề nghị mạnh giác để cậu hoàn thành nhiệm vụ rồi sẽ nghĩ cách nhưng mạnh giác không phải một kẻ dễ gạt cậu định giúp tôi như thế nào lăng tê có lẽ cậu không biết so với tưởng tượng của cậu tôi còn hiểu cậu hơn thế nhiều tôi khuyên cậu vẫn nên nói thật nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu nói xong cậu ta mở bật lừa hiện giờ tôi đếm đến ba cậu suy nghĩ cho kỹ sau khi kết thúc thời gian đếm ngược, mạnh giác không hề do dự thả bật lửa xuống. Lăng Tê lớn tiếng nói thật, cậu căn bản không thể rời khỏi thế giới này. Thấy ngọn lửa sắp bùng lên người Lăng Tê, Tạ Vân Thâm không biết từ đâu xuất hiện che chắn trước mặt cậu. Bật lửa cũng bị anh hất văng xuống mặt đất, nhưng bật lửa đã chạm vào số dầu lênh láng dưới sàn bắt đầu vẫn bùng lên dữ dội. Tạ Vân Thâm nhanh chóng cởi dây chói của Lăng Tê, mặc kệ ngọn lửa đang lan dần trên cơ thể anh. Tạ Vân Thâm nhịn đau tiếp tục cởi dây thỏ con vừa lo lắng vừa hoảng hốt tới phát khóc cậu kêu tạ vân thâm mau chạy đi cứ mặc kệ cậu nhưng tạ vân thâm lại kêu lăng tê cầm miệng đừng có phí lời sau cùng hai người thuận lợi thoát khỏi đám cháy tạ vân thâm kêu thỏ con ra ngoài đợi anh anh không thể dễ dàng để cho kẻ bắt cóc chạy mất thỏ con định ngăn anh lại nhưng tạ vân thâm đã xông vào trong ngọn lửa rồi khi tạ vân thâm trở lại đám cháy mạnh giác đã sớm núp ở một góc chờ đợi anh rồi cậu ta nhân lúc tạ vân thâm không chú ý dùng sức đè anh xuống sàn. Còn thừa cơ đánh cho Tạ Vân Thâm xây sẩm mặt mày. Nhìn học bá cao cao tại thượng không có cách nào phản kháng lại mình. Mạnh giác càng thêm điên cuồng. Muốn trổ tài làm anh hùng à? Để để anh làm. Tạ Vân Thâm cũng không dễ dàng bị chế phục như vậy. Anh dùng sức khống chế hai tay mạnh giác. Dễ như trở bàn tay đẩy cậu ta ngã xuống. Cũng chính vào lúc này, Tạ Vân Thâm phát hiện kẻ bắt cóc là mạnh giác. Hiển nhiên mạnh giác không sợ thân phận bại lộ. Cậu ta vừa khóc vừa cười điên cuồng nói, "Loại người giống như các ngươi căn bản không hiểu được cảm giác của tôi. Tôi muốn rời khỏi nơi này, tôi biết chỉ có Lăng Tê mới có thể đưa tôi đi. Tiếc rằng cậu ta không đồng ý, vì sao các người đều muốn đối đầu với tôi?" Cậu ta vươn tay về phía Tạ Vân Thâm, "Tạ Vân Thâm cùng tôi chôn thây ở đây đi." Tạ Vân Thâm khựng lại. Khi anh còn chưa kịp phản ứng, phía sau gáy đã bị Mạnh Giác tấn công. Cảm giác đau đớn lan ra toàn thân, Mạnh Giác cũng nhân cơ hội này bỏ chạy tạm biệt nhé, tạ vân thâm. Trong đầu tạ vân thâm một khoảng mê mang. Anh nghe thấy tiếng quản gia đang hỏi bác sĩ về tình trạng của anh. Bác sĩ bày tỏ thật may cứu kịp. Chắc sẽ nhanh tỉnh lại thôi. Khi tạ vân thâm lần nữa mở mắt, liền trông thấy thỏ con đang ngồi bên giường. Sau đó lại nghe bác sĩ kể lại là thỏ con đã cứu anh ra khỏi biển lửa. Thỏ con còn nói, anh cứu tôi. Lẽ nào không cho phép tôi cứu anh à, nhưng mà anh nặng thật đấy. Cõng quá tốn sức thật ra lăng tê nào có cõng tạ vân thâm cậu cùng hệ thống lôi người ta ra ngoài mà mạnh giác truy sát thỏ con tạ vân thâm lần nữa liều mình bảo vệ cậu hai nam chính cùng lúc biến mất tiểu thế giới sụp đổ tạ vân thâm hiện giờ bị truy nã toàn mạng lúc này lăng tê đang đi về phía nhà của mạnh giác để trộm đồ từ sau lần mạnh giác bắt cóc cậu cậu liền báo cảnh sát cũng không biết cảnh sát có tìm được cậu ta hay không lăng tê thực sự không hiểu Mạnh Giác chẳng phải là nam chính sao? Vì sao cậu ta lại hắc hóa? Hệ thống giải thích: Trước đây những hệ thống khác cũng từng xuất hiện tình huống tương tự, có lẽ nguyên nhân là vì cuốn tiểu thuyết miêu tả về gia đình nam chính quá mức thô thiển. Phải biết, ở trong tiểu thế giới bọn họ đều là những người sống, một sự cố nhỏ cũng có thể dẫn đến hiệu ứng cánh bướm. Lăng Tê đến trước cửa nhà Mạnh Giác, cánh cửa không hề khóa, hình như cũng chẳng có ai ở nhà. Cậu dự định nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ nào ngờ còn chưa kịp hành động một tiếng gọi lăng tê vang lên khiến thỏ con sững sờ thỏ con hoảng hốt nhìn người vừa lên tiếng mạnh giác bình thản nói lăng tê cuối cùng cậu cũng đến rồi lăng tê nhìn bộ quần áo dưới chân mạnh giác xem ra trước tiên cậu phải giữ cho cậu ta bình tĩnh cái đã lăng tê lên tiếng mạnh giác mặc kệ cậu có làm gì với tôi thì câu trả lời của tôi cũng chỉ có một tôi không có cách nào giúp cậu rời đi biểu cảm trên gương mặt mạnh giác vô cùng mèo mó phải rồi, nhưng vì sao cậu phải để tôi nghe được những lời đó, vì sao phải cho tôi hy vọng? Tôi thật sự muốn rời khỏi đây. Cậu có biết sống một ngày suốt 10 năm dưới cái bóng của hai tên ký sinh trùng, chỉ biết cầu xin ông trời cho bản thân chút tình thương, là chuyện khó chịu đến mức nào không? Lăng Tê phản bác. Nhưng đây không phải là lý do để cậu làm tổn thương tôi và Tạ Vân Thâm." Mạnh giác ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tê. "Cậu biết không, lần đầu tiên trông thấy cậu, tôi liền cảm thấy cậu không giống những người khác." tôi tưởng rằng cuối cùng tôi đã đợi được người cứu rỗi của đời mình rồi nào ngờ cậu không phải lăng tê trầm mặc hai giây sau đó nhặt chiếc áo rơi dưới sàn lên mạnh giác kêu cậu lấy được thứ cần lấy rồi thì đi đi lần này xin lỗi cậu tôi chỉ muốn sống lâu thêm chút ở dưới ánh mặt trời mà thôi mặc dù cảm thấy những lời này của mạnh giác có chút kỳ quái nhưng lăng tê vẫn nhanh chóng ôm lấy áo của cậu ta rời đi bởi vì ở bên cạnh mạnh giác làm cậu cảm thấy hoảng sợ sau khi bước ra ngoài lăng tê phát hiện hệ thống lại biến mất rồi cái hệ thống này luôn mất mạng vào giây phút quan trọng nhất chính vào lúc lăng tê còn đang thương cảm cho sự đáng thương của mạnh giác thì cậu ta đã âm thầm xuất hiện phía sau lưng cậu rồi lăng tê theo bản năng quay lại liền thấy mạnh giác đang vung rìu về phía cậu lăng tê bị dọa cho ngã xuống đất tưởng rằng sinh mệnh sẽ chấm dứt nào ngờ chính vào lúc này tạ vân thâm từ đâu xuất hiện che chắn cho cậu lưỡi rìu lạnh lùng nện xuống tạ vân thâm biến mất rồi ngay cả mạnh giác cũng biến mất. Hiện trường chỉ còn sót lại một lưỡi rìu. Hệ thống chính phát ra cảnh báo. Một loại virus không xác định đã thâm nhập vào hệ thống. Tiểu thế giới sụp đổ. Nhân vật chính Tạ Vân thâm mất tích một cách bí ẩn. Truy nã toàn mạng. Cảm ơn bạn đã xem hết video, nếu yêu thích đừng quên like share và để lại bình luận cho chúng mình biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các phần mới nhất nha.